Chúng ta cùng đến với lại game đấu tiếp theo của cao thủ Nga Mi Tuyệt Mộng và E300. Như trận chung kết ngày hôm qua thì Nga Mi Tuyệt Mộng đã thất bại trước E300. Nga Mi Tuyệt Mộng là một con thiên vương chi, E300 là một con đường môn. Chung kết ngày hôm qua thì Nga Mi Tuyệt Mộng đã thất bại trước E300, thì liệu trong giải đấu Võ Lâm Minh Chủ lần này, ngày hôm nay, thì Nga Mi Tuyệt Mộng có phục hận được hay không? Chúng ta cùng xem E300 thi đấu. Kèo trên thì vẫn là Nga Mi Tuyệt Mộng mà thôi, một con thiên vương chi gặp con đường môn. Cứa cực sát từ vị trí của E300, đấm cực đau, cứa cực kỳ khó chịu từ vị trí của E300, áp sát được từ vị trí của Nga Mi Tuyệt Mộng. Có vẻ như là thiên vương chưa tìm được góc, thiên vương chưa tìm được góc, đang thoát ra từ vị trí của Nga Mi Tuyệt Mộng, đang búp được cái gì đó, hình như là Tĩnh Tâm Quyết chăng. 12x ra. Đây là một con thiên vương đã có 12x. Nó khác hẳn nha, nó khác hẳn với con 26 gaming của thầy Trường. Một pha tốc biến cực kỳ tốt từ vị trí của Nga Mi Tuyệt Mộng. Đấm được rồi, 1-0 dành cho Nga Mi Tuyệt Mộng, đang phục hận cực kỳ tốt từ vị trí của Nga Mi Tuyệt Mộng. Quá hay từ vị trí của Nga Mi Tuyệt Mộng. Có vẻ như anh đang có dấu hiệu phục thù được trận đấu ngày hôm qua. 1-0 dành cho Nga Mi Tuyệt Mộng, một pha tốc biến cực kỳ hay. Anh đang thể hiện một hình ảnh cực kỳ tốt sau một buổi tối bạc nhược ngày hôm qua. Chúng ta cùng đến trận đấu thứ hai. Trận đấu thứ hai em sẽ xem qua lượng đồ của cả hai cao thủ. Có vẻ như đúng rồi, hôm qua là Nga Mi Tuyệt Mộng mặc hiệp cốt, hôm nay nó mặc cho mình set ăn bang. Chờ game đấu thứ hai. Bỏ qua búp kim trung cháo. Chúng ta cùng xem Nga Mi Tuyệt Mộng so với ngày hôm qua, anh đã thay cho mình bộ hiệp cốt để mặc cho mình set ăn bang. 30, 30, 28 và 18. Mũ 6 dòng 40, 25, 20, 40, 25, 20, 40, 40, 24, 19, 40, 25, 19, 40, 40, 24, 19. Và cái chùy 40, 25 bằng sắt 199%. Sao nó cấp 112? Ai có 12x anh? Ai có 12x cơ? 212. E300 mấy? E300 12x chứ. Còn thiên vương Nga Mi Tuyệt Mộng 112 thì đâu, làm gì nhìn thấy 12x ở đâu. À đúng rồi, E300 thì so với buổi tối ngày hôm qua thì bị mất một cái vòng một cấp anh em ạ. Giải Võ Lâm giải chung kết liên đấu. Đâu? E300 có 12x. Em bảo E300 có 12x. Chứ Nga Mi Tuyệt Mộng làm gì có 12x. Cái 12x là cái gì nhỉ? 12x của Thiên Vương là cái gì? Em không chưa chơi bao giờ. Chúng ta cùng đến với trận đấu thứ hai. Giây nữa game đấu sẽ được bắt đầu. Đang búp cái gì đó từ vị trí của Tuyệt Mộng, áp sát xuống phía dưới rồi, đang cập xuống góc 6 giờ để có thể tránh những cái luồng x2. Nga Mi Tuyệt Mộng đang bị đánh cực kỳ đau. Thôi em bỏ cái chữ Nga Mi nhá, em đọc Tuyệt Mộng thôi. Đọc, cứ đọc NM Tuyệt Mộng rồi. Có vẻ như là chưa tìm được góc x2 rồi. Áp sát xuống, đấm cực kỳ khó chịu. 12x mê tung ảnh đã được di chuyển, lách góc tránh 12, tránh x2. Đã tìm được góc x2, di chuyển ngay. Cứa cực kỳ tốt đến vị trí của E300, nhưng pha này xém nữa thì díu tốt. Áp sát lên bên trên, một pha tốc biến tốt đến vị trí của Tuyệt Mộng. X2 được rồi, đã lách được từ vị trí của E300. Áp sát một pha đoạn nô tích, di chuyển lên. Liệu có tanh đam thành công hay không? Tiếp tục tìm xuống vị trí sắp 6 giờ. Cứa tốt từ vị trí của E300. Một pha
người ta gọi là cái gì nhỉ? Người ta phải gọi là cái gì nhỉ? Móc. Rồi. Một pha móc móc xuống 6 giờ thì vị trí của Tuyền Mộng. Nhỏ máu cực kỳ tốt cho cả hai bên. X2 cực kỳ tốt. Đang tìm góc. Di chuyển rất hay thì vị trí của E300. X2 được rồi, mê tung ảnh nó được xuất ra. Để đối đầu với một cái con kỹ hệ thì nói gì cũng cực kỳ là khó. Tuyệt Mộng, Tuyệt Mộng có nằm xuống ván này không? Díu cực kỳ. Xém tí nữa Tuyệt Mộng đã phải trả giá. Díu cực kỳ tốt thì vị trí của E300. Nhưng quan trọng nhất là Thiên Vương có cái tỷ lệ đột tử được đường môn cực kỳ cao. Đó là tính chất các hệ của Võ Lâm. Nhồi máu tốt. Át sát ra góc bên trái. Mê tung ảnh ra góc bên phải. Cực kỳ tốt. Tiếp tục di chuyển ra bên trái. Át sát được. Tiếp tục mê tung ảnh. Hay từ vị trí của E300. Thằng PK cực kỳ dẻo. Có vẻ như pha thi đấu này 2-0 dành cho Nga Mi Tuyệt Mộng. Xin chia buồn cho E300. Khá đáng tiếc cho E300. Gặp một con kỹ ấy. Và chúc mừng cho Tuyệt Mộng đã phục thù được trận chung kết tối qua và bước tiếp vào vòng trong. Chúng ta cùng đến với cặp đấu tiếp theo.